Rồi, tiếp theo là phấn mắt. Con mặt màu gì? Màu hồng phải không? Thì con đánh cái tông hơi hồng hồng. Ví dụ con mặt đầm tím. Đầm tím thì con đánh hơi cái tông hơi tím tím nè, hơi tím tím nè. Ủa nói chứ cái logic hồi xưa cũng hợp lý mà. Mình mặc đồ gì thì mình mắc cướp tông màu đó đi cho nó tông xịt tông á bà con. Để mình tường thuật lại cái cách đánh của chị ấy cho mọi người nghe nha. Nếu như mà mặc đầm xanh á thì mình sẽ dùng cái màu xanh nhạt hơn cái bộ đồ một xíu để tô hết cái bầu mắt. Rồi sau đó chị ấy sẽ lấy cái màu xanh đậm hơn để nhấn đuôi mắt. Da 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 da. Vừa đánh mắt sẽ vừa lấy cái phần cọ sạch để phủi bớt cái bụi phấn ở dưới mắt. Hay có màu trắng chứ đó đúng rồi. Rồi sau cùng á mới lấy cái nhũ sáng trắng đánh cái xương hốc mắt. Đúng rồi, đúng rồi. Nó làm cho con mắt mình nó nổi bật lên cái nó hưng húng cái phần á, nhìn con như con Harley Quinn vậy. Trắng mình sẵn cọ luôn, đạo sống luôn. Rồi đó mọi người nhớ cái vị trí highlight sáng chưa là phải dưới mắt như vậy nha. Rồi tới màu son mình biết ngay mà má mình chọn đúng cái màu mà hot năm 2000 luôn á. Đó là một cái màu hồng bợt, rất là bợt. Bây giờ mấy cái con này mình đi đâu má? Cái này đi biển. Biển. Còn con này đi đâu má? Con này con đi tiệc nhẹ, đi sinh nhật, đi chơi. Uống cà phê. Đẹp má. Đẹp. Nó nhẹ nhàng thôi.